Xin chào quý vị các bạn, như vậy là chúng ta lại được gặp nhau trong video so sánh của Auto Daily. Trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì mời quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với hai mẫu xe. Anh chàng to cao cơ bắp đến từ Mỹ, Ford Everest Titanium, và anh chàng thứ hai, VinFast Lux SR 2.0. Trước tiên thì mời quý vị các bạn cùng điểm lại mức giá của hai mẫu xe. Giá của xe Ford Everest bắt đầu từ 1 tỷ 112 triệu đồng là bản thấp nhất, và bản cao nhất là phiên bản 2.0 Biturbo 2 cầu Titanium, hộp số 10 cấp, với giá bán 1 tỷ 399 triệu đồng. Còn quay sang với chiếc VinFast Lux SR 2.0, giá bán hiện tại là 1 tỷ 414 triệu đồng, đã áp dụng chính sách ưu đãi 30. Mời quý vị các bạn cùng đến với hình ảnh của hai mẫu xe, đi kèm các thông số như kích thước tổng thể, dài rộng cao, chiều dài cơ sở, khoảng sáng gầm của hai mẫu xe. Hình ảnh vừa rồi kèm các thông số, có lẽ quý vị các bạn cũng phần nào đó nhìn nhận được cái thiết kế cũng như là phong cách của hai mẫu xe. Quý vị các bạn chọn lựa cho mình mẫu xe nào thì quý vị các bạn có thể bình chọn ngay phía góc phải của màn hình. Chúng tôi sẽ để một cái phần bảng để các bạn có thể lựa chọn, đánh giá theo ý thích cá nhân của các bạn. Qua các thông số, các bạn có thể thấy rằng mặc dù chiều rộng và chiều cao của Lux SR 2.0 có phần kém hơn so với đối thủ là anh chàng đến từ Mỹ, nhưng khi nhắc tới hai thông số là chiều dài và chiều dài cơ sở thì Ford Everest lại phải nhún mình trước Lux SR 2.0. Với lợi thế về khả năng lội nước lên tới 800mm và khoảng sáng gầm là 200mm thì Ford Everest thực sự là một mẫu xe có tên tuổi trên những cung đường khó khăn. Còn bây giờ mời các bạn đến với thiết kế ngoại thất của hai mẫu xe. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với anh chàng điển trai cơ bắp đến từ Mỹ. Phần đầu xe với tấm lưới tản nhiệt được tạo hình bởi ba thanh chrome sáng bóng, làm tăng phần nổi bật cũng như độ cứng cáp cho chiếc xe. Cụm đèn pha HID tích hợp giải LED định vị ban ngày trên phiên bản cao cấp Titanium, cũng là cùng hệ thống đèn tự động tắt mở theo điều kiện sáng tối. Tiến xa phần hông của xe, điểm nổi bật nhất chính là bộ mâm 20 inch hợp kim nhôm màu bạc đa chấu. Cụm đèn hậu dạng LED bắt mắt được nối liền với nhau bởi thanh nẹp chrome to bản cũng là một điểm nhấn ấn tượng. Tại phần đuôi xe, cảm biến va chạm trước sau trên phiên bản Titanium luôn là trợ thủ đắc lực cho các bạn. Còn bây giờ tiến sang chiếc Lux SR 2.0, một chiếc xe với phần thiết kế bên ngoài lạ mắt và mang đầy dấu ấn của đất nước. Có thể nói, nếu để Lux SR 2.0 bên cạnh anh chàng cơ bắp Mỹ thì sự bề thế của mẫu xe này không hề bị lép vế một chút nào. Phần đầu xe nổi bật và luôn thu hút mọi ánh nhìn nhờ cụm đèn full LED trước được tách rời cùng tính năng bật tắt tự động. Đèn sương mù còn được tích hợp chức năng chiếu góc và dẫn đường để hỗ trợ người lái. Ở trung tâm là logo chữ V mỏng được mạ chrome cùng bộ lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang lạ mắt. Phần thân xe của Lux SR 2.0 với những đường gân dập nổi càng làm hoàn thiện hơn vẻ nam tính của mình. Xe được trang bị bộ la răng 20 inch 6 chấu đơn. Ngoài ra, với phần gương chiếu hậu có sấy và tự điều chỉnh khi lùi cũng là một điểm mạnh hơn đối thủ Ford Everest. Đuôi xe với cụm đèn hậu thiết kế dạng 3D đứt quãng khác biệt so với các đối thủ trong cụm phân khúc. Đây cũng là một điểm thú vị ở trên Lux SR 2.0. Vừa rồi các bạn cũng đã điểm qua những cái chi tiết về ngoại thất cùng các cái trang bị. Các bạn thích mẫu xe nào, bình chọn mẫu xe nào thì cũng hãy nhớ là chúng tôi có để một phần bình chọn ở bên góc phải màn hình. Các bạn hãy lựa chọn để chúng ta cùng nhau trao đổi xem các bạn thích phần ngoại thất của chiếc xe nào nhất. Bước vào khoang cabin của Ford Everest, có lẽ các bạn sẽ cảm nhận được đây là một không gian nội thất rộng rãi và thoáng đạt. Cách sắp xếp các chi tiết trong khoang cabin mang đến sự tiện lợi cho người lái. Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế thứ 3 có thể gập phẳng thông qua một nút bấm điện. Xe được trang bị điều hòa 3 vùng độc lập trên bản Titanium và hệ thống cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau. Chính giữa bảng táp lô trung tâm là màn hình cảm ứng 8 inch được trang bị công nghệ Sync 3, cho phép người lái điều khiển các tính năng trên xe bằng giọng nói. Bên cạnh đó, dàn âm thanh 10 loa cũng sẽ cho các bạn một trải nghiệm khó quên trong mỗi chuyến đi đối với mẫu xe này. Một mẫu xe với danh tiếng công nghệ đầy mình,
thì chúng ta cũng không thể bỏ quên các công nghệ hỗ trợ người lái như ga tự động thích ứng hay hỗ trợ đỗ xe tự động. Còn bây giờ mời các bạn tiến vào không gian nội thất của chiếc Lux SA 2.0. Một không gian nội thất có phần gợi cảm và thu hút với chất liệu da mềm và màn hình cỡ lớn tọa lạc ngay chính giữa bảng táp lô của xe. Xe được trang bị ghế lái và ghế phụ điều chỉnh điện 8 hướng, vô lăng bọc da ba chấu tích hợp các phím điều khiển như âm thanh, đàm thoại rảnh tay, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, màn hình cảm ứng 10,4 inch kết hợp với dàn âm thanh 13 loa mang đến cho bạn một không gian rạp hát thực thụ. Sạc điện thoại không dây và hệ thống đèn trang trí nội thất cũng là những điểm chúng ta rất đáng để nhắc tới trên Lux SA 2.0. Với hàng loạt trang bị công nghệ không thua kém gì đối thủ đến từ Mỹ, nhưng xét về không gian hàng ghế thứ ba thì Lux SA 2.0 sử dụng treo sau loại khí nén lại phải chịu thua thiệt thực sự trước đối thủ của mình. Để nhắc tới hai đối thủ trong video ngày hôm nay, trái tim của từng đối thủ có lẽ khi so sánh với nhau nó là sự khập khiễng khi một bên Lux SA 2.0 sử dụng động cơ xăng, còn Ford Everest phiên bản Titanium lại sử dụng động cơ dầu. Nhưng sau đây sẽ là những thông số cụ thể chính xác của từng khối động cơ để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin. Không gian nội thất và những chi tiết thiết kế cùng các tính năng công nghệ, các bạn thích khoang nội thất của chiếc xe nào? Các bạn cũng hãy nhớ bình chọn ngay góc phải màn hình nhé. Cung cấp sức mạnh cho Ford Everest B-Turbo là động cơ dầu 2.0 lít i4, sản sinh công suất tối đa 210 mã lực và mô men xoắn cực đại là 500 Nm, đi kèm với hộp số tự động 10 cấp, còn cung cấp sức mạnh cho VinFast Lux SA 2.0 là khối động cơ 2.0 lít DOHC i4 tăng áp kép và biến thiên phun nhiên liệu trực tiếp, sản sinh công suất tối đa 228 mã lực tại vòng tua từ 5.000 tới 6.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại 350 Nm ở vòng tua 1.750 đến 4.500 vòng trên phút, đi cùng với hộp số tự động 8 cấp ZF. Nếu như chúng ta kể tới những mẫu xe ở trong phân khúc SUV crossover tại thị trường Việt Nam thì có lẽ hiện tại Ford Everest đang là mẫu xe dẫn đầu, bởi với khối động cơ như vậy đã được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Còn bây giờ mời quý vị các bạn cùng tới với những trang bị về hệ thống hỗ trợ an toàn ở trong hai mẫu xe trong chương trình hôm nay. Cả Ford Everest và VinFast Lux SA 2.0 đều được hai nhà sản xuất trang bị cho mình rất nhiều hệ thống an toàn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Ford Everest, cùng hệ thống chống bố cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, hệ thống kiểm soát độ đèo HDA, hệ thống Adaptive Cruise Control, hệ thống cảnh báo chuyển làn và hỗ trợ duy trì làn đường, hệ thống cảnh báo va chạm bằng âm thanh hình ảnh trên kính lái cũng như là tác động vào chân phanh nếu như các bạn không có phản ứng. Hệ thống kiểm soát áp suất lốt TPMS. Còn đối với VinFast Lux SA 2.0 thì sao? Xe cũng được trang bị rất nhiều những hệ thống công nghệ hỗ trợ an toàn. Chúng ta có thể kể tới ngay: hệ thống chống bố cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử cũng như hệ thống chống lật rôm, hỗ trợ xuống dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, camera lùi kèm theo trên phiên bản cao cấp thì chúng ta có camera 360 độ, sau túi khí kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, và cũng không thể thiếu đi hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Sau khi so sánh hai mẫu xe thì có lẽ quý vị và các bạn cũng đã chọn được một mẫu xe cho mình và cả gia đình di chuyển trên những cung đường an toàn và luôn luôn vui vẻ. Quý vị và các bạn chọn mẫu xe nào thì hãy comment ngay phía dưới video và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Elite để chúng ta cùng nhau trao đổi thảo luận nhiều hơn về các mẫu xe. Xin chào và hẹn gặp lại.